đơn vị của chúng ta là thí sinh mang số báo danh 03. Xin được ra mắt với toàn thể quý vị. Số báo danh 03, thí sinh Trần Hoài An, sinh năm 2013. Với số đo ba vòng là 56, 46 và 89. Năng khiếu múa ba lê và hát, thích ăn mì ý và hamburger. Ước mơ trở thành một ca sĩ phim người mẫu nổi tiếng.